Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Lời chữa lành, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Châm Ngôn đoạn 16 từ câu 20 tới câu 24. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích lợi, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va thật phước biết bao. Người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết, lời dịu dàng gia tăng tri thức. Người có được thông sáng tức là có được nguồn sự sống, nhưng sự điên rồ là hình phạt của kẻ ngu dại. Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức cho đôi môi. Lời nói ân hậu giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 24. Lời nói ân hậu giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng lời khích lệ từ người chăm sóc sức khỏe có thể giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Một thí nghiệm đơn giản đã được thực hiện trên những người tình nguyện tham gia nghiên cứu về tình trạng dị ứng da gây ngứa, rồi so sánh phản ứng giữa những người nhận và không nhận được sự đảm bảo của bác sĩ. Các bệnh nhân nhận được sự khích lệ từ bác sĩ ít thấy khó chịu và ngứa ngáy hơn những người còn lại. Tác giả Châm Ngôn biết rõ tầm quan trọng của lời khích lệ. Lời nói ân hậu mang đến sự khỏe mạnh cho xương cốt. Tác động tích cực của lời nói không chỉ giới hạn đối với sức khỏe, nhưng khi chú ý đến lời chỉ dẫn khôn ngoan, chúng ta cũng có khả năng thành công hơn trong những nỗ lực của mình. Cũng vậy, sự khích lệ giúp chúng ta đứng vững trong những thử thách mà chúng ta hiện đang hoặc sẽ đối mặt trong tương lai. Chúng ta không thể hiểu hết lý do cũng như sức mạnh lớn lao và sự chữa lành mà lời khôn ngoan và khích lệ mang đến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, sự khích lệ và hướng dẫn của bố mẹ, huấn luyện viên và đồng nghiệp dường như giúp chúng ta vượt qua khó khăn và đưa chúng ta đến với thành công. Tương tự như vậy, Kinh Thánh mang đến sự khích lệ khi chúng ta đối mặt với thử thách, trang bị cho chúng ta để vượt qua cả những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Chúa ơi, xin giúp chúng con được mạnh mẽ bởi lời khôn ngoan của Ngài và biết nói ra lời ân hậu để đem đến sự chữa lành và hy vọng cho những người Ngài đặt để trong cuộc đời chúng con. Ai đã nói lời ân hậu với bạn? Vì sao bạn cần nói những lời khích lệ với người khác? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Thưa Cha, cảm tạ Ngài vì lời chữa lành và hy vọng của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.